Luôn.
Thank you.
bác nha, quả nữa bác ơi. Bạch này vô hết rồi nhỉ. Bạch vào đây. Bạch. Đi làm ạ.
Ui. Bạc đi về nào, bạc ơi. Về đây. Về nào. Về.
Wow, còn non đẹp lắm nha. Thô này sau này ăn mấy chướng mùa hè ấy, mấy bề là mấy bề tham đi uống ăn mùa đã hẹn bác là mấy quả luộc ăn ngoài ui còn non phết nhỉ. Ngon nhở luộc bằng này quả được chứ bác cái xong lấy đi luộc đi có cái dâu nó chắc được đấy cái này lát cho cắn là giá tiền này tôi khoảng to thế đấy khoảng này phải 3 kg ăn to nhỉ đi khoảng này em mang mình nhà cho bà chủ được trước nhỉ. Ừ. Ngon nhỉ. Cái này lấy ra nó cái gì. Ngon. Cho xem quả này. Chè đi. Ngon đấy. Nước này mới là ngon chất. Ngon lắm. Nước đó cũng ngon.
Nước ngọt không? Ngọt. Ngọt này. Ngọt ngọt thật. Nước ngọt ngọt thật. Ah, 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 ah.
Thank you.
nào nó mềm thì mình mới được ủ đặn mềm mà ăn.
tối á. Xem chín xem nào, thơm quá rồi đấy. Wow, chín rồi đấy, mềm nhuyễn à. Mứt ra hết rồi này. Mứt ra như này thì nó mới chín. Wow. Ngon nhỉ? Loại này nó không có sợi sợi kia. Không có. Ngon đấy. Kiểu như dạng quả nếp ngon thật. Ngọt ngọt bở bở. Để anh ăn hết gần 2 quả luôn. Ngọt mồm rồi đó. Ngọt. Ngon lắm. Vui mang đi bán. Chín hết rồi đâu kìa. Chín hết rồi, đẹp lắm. Con này nó chín, nó bờ. Để cho đi.
đi vườn ngô này. Cụ, cụ. Ba đây à, ba đây à, ba đây à. Đây mà, đây mà. Ừ, chẳng nó đưa. Đều cái lá mà cái này tấm tê bảy nén nét rồi ấy. Bọn bé này leo núi giỏi thì nó này còn nó quýt mới
24,3. Cái đơn giản mà. Là 7 giờ hai vợ chồng vào và em thì lúc đó bảo là thế xong bảo là về ngày mai không thấy đâu. Nhưng mà nhiều người say xe họ lại thích ôi máy bay.
làm ở đây ai mà làm. Đây thì lúc này đi khai trắng quá vậy, khai trắng nữa. Nóng quá đi về đi cả hai kéo. Còn áo giữ nhiệt như thế nào. Đây. Ai bạn. Ừ, vừa có 20 cân. 22 cân. Thì tính 20. Để em đi xe thôi. Ừ, nặng lắm, ngồi đằng sau em không biết được mà. Để em đi xe để ăn vui thôi. Vâng, không về đấy ạ.
Mà đồ này lên hộ anh gì đâu, ăn đi, người ta sờ tí không được à? Tự nhiên sờ tí không được à? Ăn đi, không làm gì đâu. Hai con này to nhất, con kia chạy nhiều quá rồi hết rồi. Yeah.
Thank you.
con chim rồi. Ờ, ngoan ạ. Bác ra mẹ. Em ấy à, nặng quá đây.
cả bao vị đủ vào trong được. Lấy đi cho khách luôn. Ôi, một bao này nhỉ. Ôi giời. Cái này mà. Được rồi, buộc vào. Sau thì nữa em đi giao nhá. Ừ. Cầm em đi xin đi. Ui, nặng nhờ. To nữa. Thank you.
đây không? Chạy đây không? Ok. Làm gì đấy? Bạch. Làm gì đấy? Để xem nào. Để xem nào. Ai ơi. Ai ơi. Ai ơi. Làm gì? Bạch. Làm gì? Về đây. Về đây xem nào. Đây đâu? Tại cho ba xem nào. Oh, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, ba đi làm đi. Không nghịch đấy nha. Thank you.
Cho gì đấy? Cho gì đấy? Cho gì đấy? Hả? Để coi. Ra ngoài để làm việc. Đưa, ra ngoài. Thank you.
Điều này quá, mình lấy đây. Yo, cái gì?
Cho quả ăn vàng nó đi luôn trên. Cung. Đi mệt quá. Có đẹp không? Đấy, nó mệt nha. Đây hiệu, đây hiệu. Nó áo quần này mai là phải tôi xuống hết cùng sang khác non này sang hết ra. Thằng ơ. Thôi đến rồi. Ăn này cái tình khác. Thôi đây đi. Có đất lên mà chú ạ. Không có đấy mà. Tay cơ đây.
bẹt. Chấn đi, bạch, về đây xem nào. Về về hồ đi, nặng quá. Cái ở dưới này có. Mấy nhỉ? Dưới này. Em giật đi, giật kéo đi.
xoay xoay một phát nữa. Rồi.
Thank you.